Xong là mình đã có thử thách nữa cho Territory Fan. Đó chính là mình sẽ sử dụng những đội quân unit nguyên tố. Nếu bạn nào xem Avatar The Last Airbender thì các biết sẽ có 4 nguyên tố khác nhau. Đầu tiên là khí, nước, lửa và đá. Đó, mình sẽ dùng những cái nguyên tố đó và mình sẽ chọn những cái unit có những cái nguyên tố đấy và để xem là mình chiến được Endless không. Và tất nhiên phải cố gắng đến được wave 50 trở đi, không thì mình sẽ lại mất một mythic cho một bạn ngẫu nhiên. Nguyên tố đầu tiên đó chính là nguyên tố khí. Mình sẽ chọn unit nào có cái nguyên tố khí thì các bạn biết là trong này có những cái unit ví dụ như là có cái nguyên tố khí ấy, gió đấy. Đấy, ví dụ mình có helicopter chẳng hạn, có những cái cánh quạt trực thăng. Mình có 3 unit đều có cánh quạt trực thăng sẽ có thể là cái nguyên tố gió. Mình sẽ chọn camera attack là DPS là 1000. Con này là DPS 2000. Mình sẽ chọn con camera attack helicopter nha. Vì con này nói chung con này cũng khá là khỏe nhưng mà chỉ đạt tối đa là 2 unit thôi nên mình không chắc đó là cái lựa chọn hợp lý. Tiếp theo đến với nguyên tố lửa nha. Lửa thì thực ra có 2 nguyên tố lửa cơ. Đầu tiên chúng có TV Woman là có thể có phun lửa bằng màn hình đúng không? Đấy, DPS là 1000. Ngoài ra có một unit nữa đó chính là Flamethrower, DPS là 6000. Mình nghĩ sẽ dùng Flamethrower đi bởi vì là có thể làm chậm này, tầm đánh nó cũng khá là xa. Flamethrower Cameraman. Chúng ta đến với cái nguyên tố tiếp theo, nguyên tố đá. Thì để xem unit nào có nguyên tố đất đá nhỉ? Thực ra thì mình mất một thời gian mới nghĩ ra được unit nào có nguyên tố đất đá đấy. Bởi vì là khá là khó hình dung. Titan Drillman. Bởi vì unit này sẽ có thể dùng cái khoan để đào đất đá nên di chuyển dưới lòng đất tạo nên rung chấn đấy. Nên mình thấy là unit này phù hợp nhất khi mà cho nguyên tố đất đá. Và cuối cùng nguyên tố nước. Thì nói chung là nguyên tố nước mình nghĩ là mình sẽ chọn cả unit Sinister Drillman là có gọi là băng giá đúng không? Nói băng giá thì sẽ kiểu như nước đóng băng lại mà. Cái ý tưởng đấy khá là hợp lý. Mình sẽ dùng đội hình này để chiến Endless để xem lên được wave 50 không nha. Những thích video này hãy để vào like, subscribe mình và đừng quên là hãy vào shop khanhzoblog.vn để ủng hộ mình mua gem giá rẻ, mua unit giá rẻ. Hiện giờ đang có combo phục sinh giảm giá cực ưu đãi. Và đặc biệt là tuần này shop của mình sẽ có chương trình mua một tặng một. Khi các bạn mua bất kỳ sản phẩm nào của game Territory Fan chắc chắn sẽ nhận được một món quà. Phần quà có thể là gem hoặc là unit. Cơ hội nhận quà có thể nhận được 999 gems hoặc là unit có thể một trong unit như là Upgrade Titan Dreamman, Hyper Upgrade Titan Speakerman, Titan Clawman, Mech Bunny Titan hoặc một unit khác ngẫu nhiên, không có giới hạn lần mua. Vì vậy các bạn cứ mua càng nhiều thì sẽ có càng nhiều quà. Thời gian dự kiến sẽ bắt đầu từ tối ngày 28 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 2024. Vậy các bạn hãy nhanh tay mua sắm trong cơ hội này để không bỏ lỡ quà xịn nhé. Và giờ thì mình chiến thôi. Giờ đặt thử unit đầu tiên nào. Camera Attack Helicopter. Có vẻ hồi chiếu rất là lâu nhưng mà đam khá là ngon nha. Unit này mình rất là ít khi dùng bởi vì là nó không được khỏe lắm ấy. Dưới 5 lần mình dùng unit này, mình nghĩ con này sẽ đép được đến tầm vòng 10-15 thôi là kịch kim rồi. Rồi xong lọt vào thanh niên, mặc kệ đi. Đặt luôn con flame thôi lập tức đi. Vì mình nghĩ là con này sẽ không trụ được lâu. Nâng cấp level 2 sắp. DPS là bao nhiêu? Cooldown 1.5, đam là 300 và đấy không đập được luôn mà, để lọt rồi. Chán quá thanh niên này. Và nâng cấp level 3, level 4 là max rồi. DPS là 1000. Để xem nó trụ được đến với bao nhiêu nha. Mình sẽ đặt luôn một flame thôi. Ở đây là khá tuyệt vời. Sẽ bỏ qua đoạn này đi, bộ chỗ này nó sẽ mình sẽ để đoạn này chỉ cho một con này thôi. Còn nó đi đến đây thì mới cho một cái lực lượng khổng lồ và đẩy mạnh kiếm tiền lên. Rồi sau đó thì mình có thể đặt những unit mạnh hơn. Ui giời, phóng tên lửa như điên. Nhưng mà con này có vẻ như khá là khỏe nhờ. Bắt đầu wave 13 là lọt rồi. Minigun toilet. Mình sẽ đặt một con drill ở đây. Mình sẽ nâng cấp lên flamethrower ở đây nữa để xem nào. Đam nó có đập được không? Nâng cấp flamethrower level 3. Đó, chúng ta có hai nguyên tố khí. Khí khá là yếu nha, phiên bản này khá là yếu. Và chúng có thanh niên lửa với đất ở đây, đập tơi bời vào đây. Và con này mới khỏe nhất này, DPS tận 60.000. Dù là sự kiện Giáng sinh nhìn kiểu thiết kế rất là kiểu băng giá, nhưng mà có vẻ như không làm chậm mục tiêu. Nhưng mà con này lửa lại làm chậm. Thay mới ảo cái gì, mình nghĩ team này rất là ngon. Nâng cấp lên cho lửa đây, làm chậm được nhá. Con này thì nó sẽ gây đam rất cao và bắn laser nữa. Ôi da, nguyên tố đất lại bắn laser được. Nhiều sức mạnh hay ho thực sự. Mình sẽ nâng cấp max cho con flame nha. Rồi, DPS là bao nhiêu? 6000. Khá là ngon đấy chứ. Và nâng cấp lên cho Titan Drill max level. Và coi như tầm đánh của nó, cái cận chiến nó không đến được đây rồi. Hơi bị phí rồi. Ok, rút kinh nghiệm. Mình sẽ bắt đầu nâng cấp tiếp bọn này lên. Rẻ bèo. Max được hai nguyên tố đất và lửa, max được cả nguyên tố khí nữa. Nguyên tố khí khá là phèn, mình sẽ nâng cấp tập trung vào những nguyên tố khác như là nguyên tố nước là khỏe nhất. Và đặt một sinister, đặt một nguyên tố nước ở đây. Chỗ này khá là ngon, tiền nó khá là đắt nhỉ, giá 2500. Nâng cấp level 2, DPS của giờ đã lên được 4000 rồi. Cho dù nó có cái sức mạnh gọi là cái AOE màu xanh nước biển nhưng mà nó không làm chậm, nhìn kiểu băng giá mà không làm chậm, mà hơi thất vọng một chút nha.
Bình trước là cứ tưởng con này sẽ có làm chậm bởi vì là nó là hệ băng mà, nhưng mà có vẻ như không, Bình đã sai. Oh my god, Mutant Toilet khá là khỏe nha. Chúng ta sẽ nâng cấp tiếp theo level 3. DPS hiện giờ là rất là cao, không biết bao nhiêu mà tầm 60.000 gì đó. Nâng cấp tiếp luôn level 4, DPS hiện giờ là 9.000 rồi. Con này thì chỉ có 15.000 đúng không? 25.000. Ui, đóng băng rồi. Nguyên tố băng đã làm đóng băng mọi thứ rồi. Từ từ đừng có mà crash nha. Nguyên tố nước là đóng băng luôn mục tiêu, đóng băng luôn cả team mình, kiểu ngưng động thời gian nhưng mà mình cũng bị ngưng động luôn. Thế thì chả có tác dụng gì cả. Mình rất là buồn, mình nghĩ mình tự out luôn đi. Leap phát này. Đấy. Đó, out xong không vào lại được. What the hell. Mình sẽ max tất cả unit đây nha. Trừ con này ra. Mình đã xóa con này đi. Mình giờ đặt con này ở đây. Nói chung là chơi lại cay mãi cả đời. Nếu mà không bị out có khi bây giờ win rồi đấy. Ủa bạn xem này, máu tụt cực kỳ nhanh. Con này nó đi endless thì không có gì chê rồi. Lúc trước thì dùng nhiều con này đi endless, bây giờ thì người ta dùng con hyper và cho con max level sinister ở đây là hợp lý. Tỉnh dậy đây cái thằng này, ngủ hoài vỡ va vỡ vẩn. Tao thuê mày về không phải đi ngủ. Rồi mình nghĩ mình sẽ max, mình sẽ skip đến được wave 40 đến 45 đấy và mình sẽ cứ đặt unit thôi. Mong là đừng có bị crash nữa nha. Mình nghĩ mình sẽ đặt thêm một con này ở đây để cho nó slow này. Con này tầm nó đến đây đúng không? Thì mình sẽ đặt một unit ở đây để tầm nó sẽ bao phủ được nhiều nhất. Wave 40 max tiếp một level à. Max của Sinister Tutor TV nữa. Vậy là có hai con max rồi. Hai nguyên tố nước đã được max và mình đặt thêm một nguyên tố đá ở đây này. Nhưng mình nghĩ chiến nó thoải mái mà, nó mới 50 đơn giản. Với cái team này á, mà không đập được wave 50 á, mình cho hẳn một bạn Godly luôn. Và max một thêm một con nguyên tố đá nữa. Để xem cái tầm đánh cận chiến của nó bé kinh khủng nhá. Đặt đây thì mình không chắc nó sẽ là một cái chỗ hoàn hảo để đập được những unit qua toilet đâu. Rồi, 5.000 nữa, từ đó đặt đây thì cũng không tệ. Nếu mà nâng cấp tiếp theo mà nó tầm đánh là đánh được thêm cái đường này nữa này, thì nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà không chắc nữa các bạn. Từ wave 40 trở đi mà ấn auto skip là chắc chắn khó có thể trụ được vài vòng thôi là mà nó ra đông lắm. Và mình sẽ nâng cấp level max. Chưa đánh được cơ, trời ơi phí thế. Wave 48. Chúng ta sắp đến được wave 50 rồi. Team này khác là mình nghĩ mình sẽ đặt thay một con này nữa đi. Bởi vì là con này phèn quá, mình không có dùng nhiều. Đặt lên trong vui thôi. Đằng nào cháu win đúng không? Nguyên tố gió nhưng mà lại bắn tên lửa. À trời, nguyên tố tên lửa, nguyên tố thuốc nổ. Ok, nguyên tố này gọi là nguyên tố khủng bố hay sao, nguyên tố thả bom à. Max được 3 con drill thôi và mình sẽ thêm thành 3 con flamethrower nha. Đặt một con ở đây cho nó đây đi. Skip wave 49, có sister với cả cái drill này thì chắc chắn đấy được wave 70 nha. Còn wave 80 trở đi thì nó là một câu chuyện khác. Wave 80 nào, chia ra mọi người. Đó thì chắc chắn win nha. Janus Mutalet, chia ra mọi người. Dồn tất cả những lực lượng sát thương, hỏa lực tấn công vào con boss này. Thì không có gì có thể cản bước được anh em avatar nguyên tố. Ê, thanh niên đi hơi bị nhanh nhở. Ui thằng này chạy nhanh thế, James Mutalet chạy nhanh thế. Nhìn có vẻ chạy hơi nhanh. Oh no, không sao không sao. Win, wave 50. May quá không mất một con ly mọi người ạ. Và đó chỉ đến wave 50 rồi. Và dân cứ bật auto skip thôi. Bật auto skip và để xem có trụ được team này trụ được đến wave bao nhiêu nha. Wave 57. Và đừng quên vào subscribe mình và đừng quên vào shop hành động cho mình để ủng hộ mình và mình sẽ quay trở lại với những video sau. Bye bye.